Không lo ngại về an ninh lương thực trong nước, song diễn biến thị trường lúa gạo đang biến động khó lường. Chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7. Vấn đề về tranh thủ thời cơ để xuất khẩu gạo trong bối cảnh Ấn Độ, UAE, Nga cấm xuất khẩu gạo được quan tâm đưa ra bàn thảo. Ngành gạo Việt đang nỗ lực tận dụng cơ hội để tăng cường xuất khẩu gạo hiệu quả. Về tranh thủ chấp thời cơ khi giá gạo toàn cầu đang tăng hàng ngày, nguồn cung có hạn. Cục trồng trọt cho biết điều chỉnh đơn diện tích lúa vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long từ 650.000 ha lên 700.000 ha. Đây là thời cơ cho chúng ta, nếu không nắm bắt sẽ bị bỏ lỡ. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu trình Thủ tướng ban hành về chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay, trong đó tập trung các bộ ngành địa phương, tập trung các giải pháp về mặt kỹ thuật, hành chính, pháp lý để tăng lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo Cục trồng trọt, kế hoạch sản xuất lúa gạo, năm nay cả nước gieo cấy hơn 7 triệu hecta với sản lượng 43 triệu tấn lúa. Qua quá trình kiểm tra cho thấy sinh trưởng của cây lúa rất tốt. Nếu không có thời tiết bất thường, dịch bệnh phức tạp trên cây lúa, thì năm nay chúng ta được mùa kỷ lục. Mục tiêu đạt trên 43 triệu tấn thóc hoàn toàn có thể đạt được. Như vậy, từ nay đến cuối năm, cả khâu sản xuất và thị trường tiêu thụ đều tồn tại đan xen cả cơ hội và thách thức. Nhưng Bộ vẫn kiên trì mục tiêu tăng trưởng và phấn đấu về đích với 55 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu. Để đạt được kết quả này, có hai nhiệm vụ trọng tâm cần làm là tiếp tục cơ cấu sản xuất phù hợp, chủ động các giải pháp ứng phó với diễn biến thiên tai và dịch bệnh. Ngoài gạo, Thủ tướng Chính phủ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ Công thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại UAE tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của UAE, đề nghị bạn phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc 4 container nông sản bị mất để có biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam, kết quả xử lý trước ngày 5 tháng 8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, thúc đẩy xây dựng sớm thành lập các tổ chức hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối của UAE, nhằm tạo cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết tranh chấp thương mại. Giá tôm đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm nay, khiến người nuôi tôm ngồi trên đống lửa, nhất là đang trong thời điểm thu hoạch tôm thẻ với sản lượng lớn, nông dân càng phải gánh áp lực không nhỏ khi chi phí đầu tư sản xuất đắt đỏ như hiện nay. Lĩnh vực xuất khẩu cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ khó đạt được chỉ tiêu đề ra. Nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lâm vào cảnh trắng tay nợ nần vì sau thời gian dài đầu tư sản xuất. Hiện nay, tôm thẻ chân trắng loại 30 con một ký có giá khoảng 110.000 đồng. Mức giá này người nuôi hoàn toàn không có lợi nhuận, dù nuôi đạt năng suất cao. Đầu ra cũng gặp khó vì doanh nghiệp chỉ nuôi tôm thương phẩm ở một số kích cỡ nhất định. Hiện nay, chi phí nuôi tôm của nông dân Việt Nam khoảng từ 100 tới 110.000 đồng một ký thành phẩm loại 30 con, trong khi Ấn Độ, Ecuador vì chi phí nuôi chỉ khoảng từ 60 tới 80.000 đồng một ký tôm. Vì vậy, với giá tôm trên thị trường xuống thấp thời gian gần đây, khiến ngành nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn. Các quốc gia có thế mạnh phát triển tôm đều đặt mục tiêu tăng sản lượng nuôi trong thời gian tới. Vì vậy, giá tôm khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Đèo Bảo Lộc,